Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với hậu trường siêu sao ngày 19 tháng 5 năm 2020. Và trước khi đến với những thông tin chi tiết có trong bản tin hậu trường ngày hôm nay, đừng quên subscribe ngay kênh YouTube Hơi thở bóng đá. Nhớ bấm chuông để cập nhật được nhanh nhất những thông tin chuyển nhượng và hậu trường mỗi ngày. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những nội dung hậu trường vô cùng hấp dẫn và thú vị có trong chương trình ngày hôm nay. Mở đầu đó là câu chuyện về Đặng Văn Lâm. Anh cho thấy mình là một người rất biết cách cập nhật các xu hướng ở trên TikTok khi đăng tải video bay lên giường và biến hình thành soái ca. Tuy nhiên, video của thủ thành Việt Kiều này được chú ý nhiều nhất vì quả body bốc lửa của anh. Cứ nhiều muối như thế này thì chị em làm sao mà chịu nổi hả Lâm ơi? Ngôi sao chạy cánh Hudson Odoi của Chelsea đã bị cảnh sát bắt giữ vào sáng sớm ngày Chủ nhật 17 tháng 5. Các sĩ quan cảnh sát đã nhận được một cuộc gọi từ một người phụ nữ được cho là có xung đột với cầu thủ này. Và hiện thì Hudson Odoi đang bị tạm giữ tại đồn. Theo như phát ngôn của sở cảnh sát nội đô London, vào lúc 4 giờ sáng ngày 17 tháng 5, một phụ nữ được cho là đang trong tình trạng sức khỏe không tốt đã gọi cả cảnh sát và xe cứu thương tới. Người này được xác định là một người mẫu và theo các nguồn tin, cô này và Hudson Odoi đã gặp nhau trên mạng. Daily Mail cho biết thêm, Hudson Odoi đã mời người mẫu này đến nhà mình và gửi một chiếc xe để tới đón. Hai người đã có những tin nhắn tình tứ cho nhau trước khi tới đây, nhưng sau đó câu chuyện có vẻ như chuyển sang chiều hướng xấu. Hàng xóm của Hudson Odoi cho biết đã xảy ra cãi cọ ở nhà cầu thủ này trước khi cảnh sát và xe cứu thương xuất hiện. Hành động của Hudson Odoi khiến dư luận khá bất bình bởi cầu thủ này chính là một trong những người đầu tiên của Premier League nhiễm Covid-19. Mặc dù đã được xác định bình phục nhưng anh vẫn đang trong thời gian cách ly và chỉ được phép trở lại tập luyện sau khi đáp ứng các yêu cầu về kiểm tra sức khỏe của ban tổ chức. Ngoài ra, chúng ta có thể thấy rằng tình yêu online thực sự là rất đáng nghi ngờ và đó là một thứ mà chúng ta nhiều khi không thể tin tưởng được. Bởi vì nhiều khi trên mạng hình ảnh là một kiểu, nhưng mà khi chúng ta gặp ngoài đời hình ảnh nó lại là một kiểu khác thì rất dễ dẫn đến xung đột. Do vậy mọi người rút kinh nghiệm, thế giới ảo nhưng mà tình yêu thì nó vẫn phải là thực tế. Thời gian cách ly Covid-19, các ngôi sao bóng đá thế giới thường xuyên đăng tải quá trình rèn luyện tại nhà. Đáng chú ý là Cristiano Ronaldo vẫn là cái tên gây bão nhiều nhất khi liên tục khoe cơ bụng 6 múi đẹp tựa nam thần. Thế nhưng mới đây, một cái tên bất ngờ xoán ngôi siêu sao người Bồ Nha về sức hút trên cộng đồng mạng. Và thật ngạc nhiên, đó lại là một ngôi sao đến từ MU, Scott McTominay. Trên trang Instagram cá nhân, McTominay đã đăng ảnh khoe body cực khủng của mình với cơ bụng lên tới 12 múi. Xin nhắc lại là 12 múi, bao gồm 6 múi như thông thường cùng với 6 múi nằm ở bên hông. Tiền vệ người Scotland cho thấy cơ bụng đẹp chẳng kém gì Cristiano Ronaldo. Nhiều fan mê tập gym còn cho rằng ngôi sao sinh năm 1996 của MU đã tận dụng quá tốt quãng thời gian rảnh để tăng cường cơ bắp. Ngay cả các đồng đội cũng phải kinh ngạc trước khả năng biến hình của Scott McTominay. Trong đó sao trẻ Dimitri Michel ngạc nhiên, thật đấy à? Còn đồng đội Andres Pereira và đa số người hâm mộ đều cảm thấy trầm trồ và so sánh anh với quẻ hủy diệt. Xin chào, McTominator. Thậm chí ông bạn lầy nội Bruno Fernandes còn không quên cà khịa McTominay là nhớ nâng cao cả khả năng đá bóng chứ đừng chăm chỉ tập luyện body không. Thưa quý vị và các bạn, đã trong trận đấu với Quang Trung FC vào ngày 17 tháng 5, FC Seoul đã gây chú ý khi sử dụng mannequin để lấp đầy khán đài. Tuy nhiên, quan sát kỹ, nhiều fan phát hiện ra một trong số hình hộp này có lẫn cả những con búp bê tình dục. Sự việc này sau đó đã trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Cuối cùng thì câu lạc bộ của Hàn Quốc đã phải gửi lời xin lỗi trên trang Instagram cá nhân chính thức của mình. Đại diện của K-League cũng tiết lộ luôn lý do dẫn tới sự cố có phần đáng tiếc này. Trong số những mannequin được FC Seoul để ở hàng ghế khán giả có cả lẫn búp bê tình dục. Chú tôi ban đầu muốn sử dụng những con mannequin trông giống người thật nhưng không hề có ý định dùng búp bê tình dục. Chúng tôi liên hệ với công ty A, nơi chuyên cung cấp quần áo và được giới thiệu một vài mẫu, đó không phải là búp bê tình dục. Trong quá trình chuyển tới sân và lắp đặt, công ty A đã làm việc với công ty B này lại sản xuất đồ chơi nhạy cảm. Chúng tôi đã không kiểm soát được điều này. Thưa quý vị, là trong thời gian mọi hoạt động tạm lắng lại vì Covid-19, ngưỡng mộ chứng kiến rất nhiều nghĩa cử cao đẹp từ các cầu thủ nổi tiếng cũng như các huấn luyện viên tên tuổi của làng túc cầu thế giới. Hàng loạt những nhân vật của làng bóng đá châu Âu và thế giới đã cùng đứng lên chung tay, đóng góp và hỗ trợ chính phủ cũng như địa phương sinh sống nhằm đẩy lùi Covid-19. Mới đây thì Raphael Varane là cái tên tiếp tục được giới truyền thông nhắc đến vì điều này. Theo Marca, Varane đã quyên góp áo đấu của mình cho các bệnh viện tại Nantes, nơi quê nhà và cũng là nơi giúp cho Varane khởi nghiệp cầu thủ bóng đá. Virgil van Dijk và Luis Suarez lại có cách làm từ thiện theo kiểu khác. Hai cầu thủ này đã quyết định mua một số lượng lớn vé cả mùa của câu lạc bộ cũ, đó là Groningen, để giúp đỡ cho đội bóng trong thời gian khó khăn vì Covid-19. Sau đó, những chiếc vé này sẽ được họ tặng cho các cổ động viên có hoàn cảnh khó khăn và không có đủ tiền mua vé cả mùa. Hành động uống nước nhớ nguồn của Suarez và van Dijk ngay lập tức nhận được lời tán dương rất lớn từ các cổ động viên trên khắp thế giới. Nói đến kỹ năng khống chế bóng một chạm, có lẽ
bạn sẽ nghĩ đến ai đây? Ronaldinho, Messi, Dennis Bergkamp, Zidane hay Iniesta là hay nhất? Nhưng nếu nhìn thấy chàng trai này, chắc chắn bạn sẽ có thêm một lựa chọn nữa rồi. Thưa quý vị, là theo tờ The Sun thì Cristiano Ronaldo vừa chi ra đến 7 triệu bảng để mua một khu đất rộng lớn tại khu vực Quinta da Marinha, cách sân bay Lisbon khoảng 1 tiếng đồng hồ chạy xe. Thay vì mua đi bán lại như những bất động sản khác để kiếm lời, mảnh đất này được ngôi sao của Juventus dự định sẽ dùng để xây biệt thự bề thế dưỡng già tại quê nhà Bồ Nha. CR7 hiện đang liên hệ với một số công ty xây dựng có tiếng để có thể phác thảo kế hoạch xây dựng siêu biệt thự. Với tầm cỡ như CR7, chi phí xây dựng nhiều khả năng sẽ lên tới 6 con số. Đây hứa hẹn sẽ là một trong những tư dinh đắt đỏ bậc nhất nhì trong số những tư dinh của cánh sao sân cỏ trên thế giới. Gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu với Ronaldo, bởi vậy anh ấy muốn có một không gian thực sự thoải mái để sống vui vẻ bên người thân một khi đã từ giã sân cỏ. Nguồn tin thân cận từ ngôi sao 35 tuổi chia sẻ trên tờ The Sun. Ngoài lô đất rộng mênh mông vừa được hoàn tất thủ tục sang tên đổi chủ, thì thủ quân người Bồ Nha còn nắm trong tay một loạt những bất động sản dài khác từ các thành phố lớn trên thế giới như Madrid cho đến New York. Trong khi CR7 đang bận rộn với kế hoạch nuôi cá và trồng thêm rau của mình thì cô bạn gái của anh lại không ngừng úp mở về việc sắp có thêm một em bé. Trên chiếc ghế sofa hình da báo, Georgina Rodriguez đã cho chú mèo Split không lông vào nằm trên ngực như thể mẹ cho con bú rồi dùng phần mềm chụp hình hóa thân thành mẹ mèo. Điều này càng khiến cho các fan nghi ngờ về việc Georgina có thể đang mang bầu đứa con thứ hai chung với CR7. Cách đây vài hôm, cô người mẫu 26 tuổi đã đăng lên Instagram cá nhân một bức ảnh khá mờ, cô đang thổi kẹo cao su với dòng chữ Baby Girl và được hiện lên cùng biểu tượng cảm xúc hình trái tim bọc quà. Georgina không xác nhận mình đang mang bầu, nhưng cũng không hề phủ nhận điều đó. Thưa quý vị, là sao trẻ của Chelsea Mason Mount vừa nhận được lời đề nghị thú vị từ fan cao tuổi có tên là Maureen trong buổi giao lưu trực tuyến mới đây. Theo Maureen, bà hiện có cháu gái tên là Chelsea, khá xinh xắn và vẫn chưa có bạn trai. Con bé rất hâm mộ cậu đấy. Nếu cậu đang tìm bạn gái thì con bé là lựa chọn tốt đấy nha. Fan nữ cao tuổi Maureen vui vẻ nói, cả hai chắc chắn đã rất đẹp đôi đấy. Trước lời đề nghị bất ngờ từ Maureen, tiền vệ 21 tuổi của Chelsea không khỏi đỏ mặt, đồng thời tìm cách hoãn bình khi muốn dành thêm thời gian cho việc luyện tập và thi đấu. Drama tình ái của tiền vệ Quang Hải ngày càng xuất hiện những tình tiết mâu thuẫn khiến dân mạng bàn tán sâu sao. Anh chàng mới đây đã công khai cô bạn gái mới Huỳnh Anh và viết bài đăng tải giải thích rằng anh chưa từng làm gì có lỗi với ai, đồng thời mong cộng đồng mạng tôn trọng sự lựa chọn của riêng mình. Tuy nhiên dân tình lại có cớ để nghi ngờ những gì mà Quang Hải nói. Dân mạng mới đây đã tìm ra bằng chứng Quang Hải thực sự đã đi du lịch Đà Lạt cùng cô chủ tiệm nail Huyền My hồi tháng 12 năm ngoái, chứ không phải chỉ là lời đồn. Nhiều tài khoản đã để lại bình luận bằng bức ảnh Quang Hải và Huyền My cùng ngồi trên xe trượt ở thác Datara ở Đà Lạt hồi tháng 12 năm 2019. Ở thác Datara Đà Lạt hồi tháng 12 năm 2019. Trong ảnh Quang Hải và Huyền My khá thân mật, tiền vệ người Đông Anh không quên cười tươi khi được bạn bè chụp ảnh lại. Đáng nói trong suốt thời gian có tin đồn hẹn hò với Huyền My, Quang Hải một mực im lặng, thậm chí còn than thở cô đơn, khiến dân tình còn nghĩ anh chàng khi ấy đang cô đơn. Xem ra fan này, Quang Hải sẽ lại phải quay xe nhiều rồi. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại hậu trường siêu sao ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên subscribe kênh YouTube Hơi Thở Bóng Đá, bấm chuông để nhận được những tin tức chuyển nhượng và những tin tức hậu trường hot nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.